Gần một tháng nay, ở tại một số huyện trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một tin đồn thất thiệt, đó là ăn chuối có thể gây ung thư, khiến cho người tiêu dùng không dám mua loại hoa quả này. Hệ quả là người nông dân ở các vùng trồng chuối lâm vào cảnh khốn đốn, khổ sở vì không bán được hàng. Những khuyến cáo không nên ăn chuối như thế này đã được treo cắm ngày càng nhiều ở các chợ khu đông Sơn Tịnh và chợ Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, gây nên nỗi hoang mang cho người tiêu dùng và cũng kéo theo là cảnh buôn bán ế ẩm của tiểu thương. Tự nhiên cái nghe cái thông tin như vậy, cái người Lý Sơn họ cũng không có dám ăn chuối nữa. Đây là bọn em mua bốn là nó cũng khó khăn, với những người đó là họ hay đi bốn hòn rong, họ cũng như là họ bốn hòn rong là bán từ nửa chuối đồ họ kiếm từng đồng. Mà bây giờ cái thông tin như vậy thì họ buôn bán cũng không được, ế ẩm họ cũng rất là khó chịu. Nhà quê người ta về đó họ có ít cây chuối rồi họ đem ra chợ họ bán như vậy, mà những người dân họ cũng không có dám đi mua luôn. Đi mua thì sợ chuối về ăn bệnh ăn đồ, không có dám đi mua luôn. Đây là mấy bà nhà quê cũng thấy tội họ. Chuối không bán được nên người dân bỏ chuối chín ngoài ruộng. Nhiều người thậm chí phải lấy chuối cho bò ăn. Bọn em biết là nó chỉ là có phân thôi, chứ thật ra là không có thuốc, không có đến ngà thoáng là nó vẫn ở ngoài vườn, vẫn chín. Mà người ta đồng như vậy thì nó thiệt hại đến kinh tế bọn em rất là nhiều. Đề nghị cơ quan chức năng có thể là có thẩm quyền ra giúp đỡ bà con chúng tôi. Chứ nếu bà con để như tình trạng thế này, bà con tôi còn chẹt phá và tha đủ cây trồng. Tin đồn đang ngày càng lan nhanh ra các huyện khác trong tỉnh Quảng Ngãi. Các ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc truy tìm và xử lý thủ phạm đã phao tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như kinh doanh của người dân.